Xin chào mọi người, xin chào chị yêu ạ. À. Dạ rồi, chào mọi người, chào chị yêu nha. Chào mừng các chị yêu đã quay trở lại với livestream của thời trang Dori. Các chị yêu ơi, em đã quay trở lại livestream rồi đây. Và chị yêu nào mọi người đã vào coi livestream rồi thì hãy nhanh tay để lại comment tương tác cho em liền các chị yêu nha. Xin chào mọi người, em chào các chị yêu mình luôn ạ. À. Các chị yêu nào mọi người đã vào coi livestream chưa thì để lại cho em xin ngay một chấm comment ở trên live để tương tác các chị yêu nha. Mọi người ơi, hôm nay thì em về một cái siêu phẩm rất là đẹp dành cho các chị yêu mình, đó là một em đầm suông DV cho em là 083, và chị yêu nào vào coi live thì nhanh tay đặt hàng trong giờ livestream nha. Các chị yêu ơi, mọi người thấy cái dáng đầm em mặc ngày hôm nay có thoải mái không ạ? Đây là một cái mã đầm suông và nói thật sự là mặc lên cực kỳ thích luôn. DV083, chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì nhanh tay đặt hàng trên live giúp bên em. Thứ nhất là các chị yêu mình để lại comment tương tác, và thứ hai là để lại số điện thoại trong giờ live để được chốt đơn các chị yêu nha. Để em quay một vòng cho chị yêu mình xem form nào. Mã sản phẩm quen mặc ngày hôm nay đây cho chị yêu mình, đó là đầm DV083, tổng cộng mình có 5 màu. Màu em mặc đây là tông màu xanh đen, có tông màu hồng, có tông màu đỏ đô, có tông màu xám với màu xanh rêu, 5 màu các chị yêu nha. Và những chị yêu nào mọi người đặt hàng trong livestream trưa hôm nay, các chị sẽ được sale mẫu này của em là DV083, em đang giảm giá cho chị yêu mình chỉ còn với giá là 549.000 đồng và em miễn ship toàn quốc luôn. Mọi người ơi, đây là một cái mã đầm suông mới về của Dori và hàng này là hàng thiết kế cao cấp các chị yêu nha. Cho nên chị yêu nào mọi người đã vào coi live rồi nhanh tay đặt hàng liền. DV cho em là 083 và kèm với số trên livestream 549.000 đồng bao giá toàn quốc, vừa đẹp mà còn vừa sang nữa các chị ha. Mã đầm DV083 màu em mặc đây là màu xanh đen. Các chị yêu nhìn gần lại giúp bên em nào. Tông màu xanh đen của em đang mặc đây sẽ là gam màu loang, nó kết hợp giữa màu xanh đen đậm và với lại tông màu xanh coban, kèm theo đó kết hợp cùng họa tiết hoa 3D rất là nổi bật. Phần tay có làm cho chị yêu mình là tay bồng và có đính ngọc trai. Mọi người ơi, đầm DV083 này là một em đầm phông suông, cho nên là khi các chị yêu mình mặc lên nha, không sợ bị lộ bụng đâu, và phông của nó cực kỳ đẹp luôn. Ngày hôm nay em đang sale đầm DV083 này với một cái mức giá ưu đãi là 549.000 đồng, và ngoài ra em sẽ miễn phí giao hàng các chị yêu nha. Mọi người lưu ý là em đang sale mẫu đầm này là chỉ còn có 549 thôi, và em free ship giao hàng đến tận nhà luôn. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi live rồi thì đặt hàng trên live giúp em là DV083 kèm với số điện thoại các chị nha. Em sẽ giới thiệu từng màu để cho mọi người coi. Đây là tông màu hồng nè. Mọi người nhìn thấy là cái em đầm màu hồng này có xinh không ạ? Đây là một cái gam màu gọi là gam màu loang và kết hợp màu với nhau. Nó kết hợp giữa màu hồng nhạt với màu hồng đậm như thế này, và cái hồng này gọi là hồng đất các chị yêu nha. Mọi người lưu ý màu hồng này cho bên em, đây là màu hồng đất và họa tiết là 3D, cực kỳ sang trọng, và đằng sau em có làm khóa kéo. Cái chất liệu này thì ở bên ngoài nó là von hàn và bên trong em làm là lót lụa các chị yêu nha. Mọi người ơi, tem mạc đầy đủ là của Dori, mẫu hàng thiết kế cao cấp mà chỉ có sale còn có 549.000 đồng thôi, và ngoài ra thì các chị còn được miễn ship giao hàng đến tận nhà các chị nha. Rồi ở đây em có cho mọi người đó là màu đỏ nè. Màu đỏ các chị yêu mình nhìn cho em nha. Trời ơi, đẹp quá các chị ơi. Màu đỏ này cho bên em đó là gam màu đỏ đô, và có kết hợp với chị yêu mình đó là họa tiết 3D các chị yêu nha. Mọi người coi kỹ màu đỏ đô giúp em. Đây sẽ là họa tiết 3D và nó là kiểu loang màu các chị nha. Màu này sẽ là tông màu đỏ đô nè. Em có thêm cho chị yêu mình đó là gam màu xám DV083. Sale còn 549.000 đồng mà về tổng cộng là 5 màu. Thật sự là 5 màu luôn các chị yêu nha. Rất là dễ để cho chị yêu chọn lựa. Ví dụ chị nào thích màu tối thì mình có thể lấy xanh đen hoặc là xám. Chị nào thích màu tươi, trẻ thì có thể lấy là màu hồng. Hoặc là chị nào muốn trắng da thì có thể lấy màu xanh rêu hay là màu đỏ đô các chị nha. Đó, 5 màu dành cho chị yêu mình lựa chọn DV083. Giá bán là 549.000 và em miễn ship toàn quốc luôn. Cảm ơn chị yêu Hướng Dương lấy mã sản phẩm DV083 size M. Ok, chị yêu Nhật Phương lấy mã DV083 size 2XL luôn nha. Cảm ơn chị yêu Phạm Hồng Ngọc lấy DV083. Ok, chị yêu Thanh Tâm lấy DV083 size M. Đây là DV083, màu này là tông màu xanh rêu, màu xám, màu đỏ đô, màu hồng, và màu em mặc đây sẽ là tông màu xanh đen. Đó, tổng cộng là em có cho chị yêu mình 5 màu và có đầy đủ size. Mọi người ơi, DV083 này là em có size M, L, XL cho tới size 2XL luôn, và dành cho chị yêu nào 70kg nha, 70-72kg đổ về là vừa luôn ạ. Đây là gam màu xanh rêu, các chị nhìn gần lại giúp em nè. Họa tiết lên sẽ là họa tiết 3D cực kỳ sắc nét như thế này luôn, mà mặc lên mát lắm các chị ơi. Cái vải này là von hàn, mặc lên cực kỳ mát nha, thấm hút mồ hôi tốt
bên em và em làm hai lớp trên không bị mỏng. Đây là tông màu cho em là màu xám nè. Rồi em có màu đỏ đô. Trời ơi, các chị nhìn cái màu đỏ đô này đi, mặc lên trắng da phải biết luôn. Mà mặc lên cái phông suông nó thoải mái. Bây giờ là trời nắng các chị nha. Trời nắng, trời nóng, các chị yêu mình mặc những cái em đầm suông như thế này thì nó sẽ là tạo cảm giác thoải mái cho mình rất là nhiều. DV083 chốt đơn cho chị yêu Nguyễn Ánh Ngọc lấy một đầm nha. Chị yêu Anh Minh lấy một đầm DV083 sale còn 549.000. Mọi người lưu ý nè, hiện tại em đang sale trong khung giờ live stream, cho nên chị yêu nào mọi người đã vào coi live rồi thì nhanh tay đặt hàng trên live giúp em. Thứ nhất là các chị yêu mình comment là DV083. Thứ hai là phải có số điện thoại thì em mới chốt đơn được nha. Đầm này em may chiều dài là 100cm, dáng đầm dài qua gối, vải là hai lớp, bên ngoài là von hàn và bên trong em làm lót lụa, mặc lên cái phông suông nó thoải mái chưa nè. Các chị ơi, đầm này mọi người mặc đi dạo phố được, mặc đi công sở, mặc đi chơi đi tiệc đều được, đằng sau có khóa kéo như thế này các chị yêu nha. Rồi chị yêu nào mọi người đặt hàng ghi là DV083 và kèm với số trên live stream 549.000 đồng một đầm miễn ship luôn. Bên em sẽ free ship giao hàng đến tận nhà và ngoài ra còn hỗ trợ đổi size cho chị yêu mình nữa. Cho nên là mọi người yên tâm mua về, ví dụ như là mặc chật hay là mặc rộng á, nhắn tin là em hỗ trợ đổi size cho nha. Tổng cộng em có 5 màu dành cho các chị yêu mình DV083. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu mới. Chị yêu nào mọi người vào coi live stream thì nhanh tay chốt đơn nha. Khi các chị yêu mình đặt hàng trong giờ live sẽ có nhân viên em tư vấn. Mọi người thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giúp em. Rồi bây giờ em qua mẫu các chị nha. Đầm này đẹp lắm, bỏ qua cực kỳ tiếc đó ạ. DV083 size từ 70-72kg đổ về là vừa. Đầm suông chỉ có 549.000 thôi và miễn ship luôn. Cảm ơn chị Phương Lê, đẹp quá. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đầm này mặc đẹp mà mặc sang lắm chị ơi. 5 màu dành cho mình lựa chọn nha. Và các chị yêu mình mua hàng thì để lại số điện thoại là DV083. Kèm với số điện thoại sẽ có nhân viên tư vấn. Màu em mặc đây là xanh đen nè, màu hồng nè, màu đỏ, màu xám và màu xanh rêu. 5 màu các chị yêu nha, màu nào cũng đẹp hết. Em qua mẫu mới đây, các chị coi live stream thì cho em một chấm comment trên like. Các chị yêu mình để lại cho em xin một nút thả tim, thả like lên để tương tác với cái bài live stream này. Em qua mẫu luôn các chị yêu nha. Đầm em mặc là DV083, màu em mặc là màu xanh đen các chị ha. Các chị yêu mình lưu ý là đặt hàng để lại số trên like, sẽ có nhân viên em gọi chốt đơn. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang mẫu mới cho chị yêu mình đây ạ. Mọi người ơi, DV083 nha, rất là đẹp và sang luôn. Chỉ có 549.000 đồng một đầm thôi. Rồi em sẽ chuyển sang mẫu mới đây. Các chị yêu nào mọi người vào coi live stream rồi thì chấm bài lên like giúp em nha. Mọi người ơi, nếu như mà ai mà mình thấy có số lạ gọi tới á thì mình cứ nghe máy xác nhận giùm em nha, sẽ có nhân viên em tư vấn luôn. Em sẽ qua một em đầm lụa Vân Phát. Các chị coi like đợi em một xíu, em thay mẫu nha. Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ em lên mẫu mới đây. Các chị yêu nào vào xem live stream rồi thả tim thả like lên like giúp em nha. Bây giờ em chuyển qua các chị yêu mình một em đầm là lụa Vân Pháp. Mọi người ơi, đầm lụa Vân Pháp này tông màu mặc rất là đẹp, đó là tông màu kem, sang cực kỳ luôn. Và các chị yêu nào mà mình đã mua cái chất lụa Vân Pháp của Dori rồi là các chị biết nha, chất lụa Vân Pháp hiện tại bây giờ đang là một chất liệu vải cao cấp và siêu đẹp luôn. Rất là mặc lên thì rất là mát và mềm đúng không ạ? Hôm nay thì em về thêm các chị yêu mình mã sản phẩm là DV069 nha các chị nha. Và màu em đang mặc đây sẽ là tông màu kem, có kết hợp họa tiết là hoa hồng. Các chị có thấy là cái đầm DV069 em đang mặc đây có xinh không ạ? Chị nào thấy xinh comment lên cho em biết liền nha. Đầm này thì rất là dễ mang và màu trời ơi quá là ngọt luôn. Màu của nó là gam màu kem, có kết hợp họa tiết là hoa hồng. Phôm đầm lên cho chị yêu mình là một em đầm xòe hoa dễ mang. Và cái kiểu cổ vuông như thế này là một cái kiểu mà em cực kỳ thích luôn các chị yêu nha. Chị yêu nào mọi người đã vào coi live stream rồi nhanh tay đặt hàng trên live gần bên em nè. Mọi người ơi, mã sản phẩm của em đang mặc đây đó là mã hàng
DV069 và kèm với số điện thoại các chị yêu nha. Đầm DV069 này em quay gần cho chị yêu mình xem kỹ hơn. Mọi người ơi, các chị có nhìn thấy từng cái đường vân của nó mà. Đây là họa tiết vân của cái chất là lụa vân pháp các chị yêu nha. Cái chất lụa vân pháp này mặc lên cực kỳ đẹp và mát. Đây các chị nhìn thấy nè, từng cái đường vân ở trên vải và cái vân này của nó là hai mặt luôn, là cả mặt trước, mặt trong và mặt ngoài luôn các chị nha, đều có thiết kế họa tiết là phối vân. Và phôn đầm của em mặc ngày hôm nay đây các chị yêu mình, đó là một em đầm xòe hoa DV069 nha các chị nha. Phôn đầm nè, xoay nghiêng các chị yêu xem giúp bên em nè, đẹp không mọi người ơi. Đó, các chị yêu nhìn dáng đầm nha, mềm mại cực kỳ luôn. Và mà, cái váy này thì mang cái dáng là xòe hoa, cho nên là mặc lên rất là sang, có túi cho chị yêu mình hai bên nữa nha. Phần cổ hiện tại em đang mặc đây cho chị yêu mình, đó là thiết kế dáng cổ vuông. Phần tay sẽ là dáng tay ngắn và có gập lai cho chị yêu mình. Ở đây thì em có làm cho chị yêu mình một cái cúc gọi là cúc ngọc trai rất là đẹp các chị yêu nha. Ngày hôm nay chị yêu nào mọi người mua mã hàng này thì nhanh tay chốt đơn liền. DV cho em đó là 069 và kèm số trên like. Hiện tại mẫu đầm này em đang sale còn 580. Mọi người ơi, đầm này là chất lụa vân pháp và hiện tại đang được bán là giá 580 nha, với đầy đủ size luôn từ ML, XL cho tới 2XL, và dành cho chị yêu nào từ 70kg đổ về là vừa. Ở bên ngoài nhiều khi có một cái mẫu đầm các chị yêu mình thích nhưng mà lại không có size đúng không ạ, thì ngày hôm nay em về cho chị yêu mình mã đầm này là size tới 70-72kg luôn, thì em nghĩ là các chị sẽ mặc được đó nha. Cảm ơn chị Sơn Trần, đầm đẹp sang quá, mẫu này là mới về DV069 nha chị ơi, giá là sale còn 580. Cái chất này là lụa vân pháp, ở bên ngoài người ta bán 700-800 ngàn, những cái thương hiệu người ta bán cái chất liệu lụa vân này là giá triệu mấy một đầm các chị yêu nha. Đó là những cái thương hiệu lớn, còn cái mẫu này cũng là hàng thiết kế của Dori. Em mang đến cho chị yêu mình một cái giá gọi là phải gọi là trong tầm tay. Giá này là 580 ngàn, và ngoài ra các chị sẽ được free ship giao hàng. Mọi người ơi, sale còn 580 ngàn và còn được miễn ship nữa. Có thiết kế túi hai bên cho chị yêu mình và chiều dài là dài qua gối các chị yêu nha. Đây em quay gần cho chị yêu mình xem nè. Đó, cái chất liệu nè, lụa vân pháp nha mọi người ơi, mặc lên cực kỳ đẹp và sang luôn. Cái phần cổ của em mặc đây sẽ là dáng cổ vuông, và các chị nhìn thấy không ạ? Khi mà mình mặc cổ vuông lên, nhìn cái phần lỗ, cái phần xương quai xanh nè, nhìn cái phần cổ của mình nó cân đối hài hòa hơn và nhìn cái khuôn mặt mình nó sáng hơn. DV cho bên em là 069 và size là M, L, XL cho tới 2XL các chị yêu nha. Nền mẫu đầm sẽ là tông màu kem kết hợp họa tiết, đó là họa tiết hoa hồng. Cái màu hoa này thì nó sẽ không có làm cho chị yêu mình bị già đi đâu nha, mà màu hoa này làm cho chị yêu mình trở nên là trẻ trung hơn và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều luôn. Màu hoa hồng mà nó nhẹ nhàng lắm, nhìn nó rất là đẹp luôn ạ. Cảm ơn chị Hoàng Hạnh, lấy DV069 size L nha. Em chốt đơn cho chị yêu Nga Phan, lấy một đầm DV069 size XL, nghe máy xác nhận giùm em. Mọi người ơi, đầm em mặc là DV069 580 ngàn. Chị Lê Hoa đã là người chia sẻ livestream, lấy một đầm DV069 size XL. Cảm ơn chị yêu rất là nhiều nha. Ok, chị yêu Anh Minh lấy DV069 1m58 50kg mặc đẹp luôn. DV069 này foam rất là dễ mang nha, phải nói là mặc lên thoải mái cực kỳ luôn. Cái chất liệu lụa vân pháp này cho em á thì nó không có mỏng hay là không nhăn đâu các chị ơi. Khi các chị yêu mình mặc lên, các chị yêu mình vò thoải mái vô tư này kia, nó cũng không bị nhăn, nó cũng không bị vò hay là bị gấp nếp gì đâu nha. Cái dáng váy của em mặc ngày hôm nay nè, các chị yêu nhìn giúp em đi ạ. Dáng váy lên cho mọi người đó là dáng váy xòe bồng và xòe to, chiều dài đầm là dài qua gối các chị yêu ha. Và tay nè, tay em làm tay lửng như thế này rất là lịch sự luôn. Ví dụ như là chị yêu nào mà mình mặc đi công sở cũng được, mà các chị mặc đi chơi đi tiệc cũng được cho em luôn. DV069 và kèm với số điện thoại để có đơn hàng thành công. Em đang bán đầm này giá là 580 ngàn đồng các chị yêu nha. Chị yêu nào mọi người đặt hàng trên line, ví dụ như là có thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận cho em, sẽ có nhân viên tư vấn luôn. Em bán đầm này chỉ có 580 thôi à, mà em free ship giao hàng luôn. Mua về các chị mặc chật mặc rộng, nhắn tin lại Dori hỗ trợ đổi size cho. Đầm này là hàng thiết kế các chị yêu nha. Và cái gam màu của em mặc đây là màu kem kết hợp họa tiết hoa hồng, là gam màu độc quyền của Dori luôn. Chất liệu vải là nhập và em về cho chị yêu mẫu này là độc quyền luôn các chị yêu nha. Yên tâm giùm em, ở trên like like sao ở ngoài y như vậy. Vải đẹp và mát cực kỳ luôn, váy dài 100cm dài qua gối nha. DV069 màu kem hoa hồng. Chị yêu nào mình đặt hàng lên đơn cho bên em liền, thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận đơn hàng giúp em là được các chị yêu nha. Và bây giờ thì em sẽ qua mẫu mới đấy ạ. DV069 nè. Đó, màu lên là tông màu kem cực kỳ trắng da.
và gọn dáng nữa nha. Rồi em chuyển qua mẫu mới đây các chị ơi. Chị nào mọi người theo dõi livestream thì đợi em một xíu, em lại tiếp tục qua mẫu cho mọi người nha. Các chị muốn lên mẫu gì ạ? Mọi người ơi, em có nè, Messi nè, đầm đi tiệc nè, đầm dạ hội nè, rồi đầm hoa, đầm trơn. Thì các chị yêu mình muốn lên đầm gì hãy comment cho em biết để em like cho mình nha. Còn bây giờ em sẽ qua mẫu tiếp theo, các chị đợi em một xíu. Cho em xin ngay một nút thả tim, một nút thả like trong khung giờ livestream để mình tương tác với nhau các chị yêu nha. Dạ rồi các chị ơi, bây giờ thì em lên mẫu mới dành cho mọi người nha. Cảm ơn chị yêu hoa hồng đen là đẹp lắm em, xuất sắc, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi bây giờ em qua mẫu mới cho chị yêu mình luôn, đó là mã số đầm Messi. Các chị yêu ơi, em lên cho mọi người mã tiếp theo, đó là một em đầm rất là đẹp DV085. Cảm ơn chị yêu hoa hồng đen ưng lắm nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu như mình thích mẫu nào thì ủng hộ cho em thêm nha. Rồi các chị yêu ơi, hôm nay thì mình sẽ lên một em đầm Messi có mã là DV085 và màu em mặc hôm nay có hai màu. Thứ nhất là một là màu xanh đen và thứ hai màu em mặc là tông màu đen các chị yêu nha. Chị nào mọi người xem livestream thì thả tim thả like lên hoặc là để lại một chấm comment giúp em với ạ. Mọi người ơi, đây là tông màu xanh đen mã đầm DV085. Còn màu của em đang mặc đây cho chị yêu mình sẽ là gam màu đen các chị nha. Mọi người thấy là gam màu đen này có đẹp mặt, nền màu đen và kết hợp họa tiết là hoa 3D, rất là xinh đúng không các chị ha. Và mã sản phẩm là DV085 ngày hôm nay thì em đang sale cho các chị yêu mình trong giờ like có 549.000 thôi. Các chị ơi, cái mã đầm này hôm nay sale cực kỳ rẻ dành cho các chị yêu mình luôn. Đó là giảm giá còn 549.000 đồng nha. Và ngoài ra miễn ship giao hàng đến tận nhà cho các chị yêu mình luôn ạ. Mọi người ơi, cái form đầm của em đang mặc đây cho mọi người, đó là một em đầm Messi hoa. Chiều dài cho các chị yêu mình đó là dài tới mắt cá chân. Chất liệu vải lên cho bên em đó là vải bên ngoài sẽ là vải lụa Hàn, và bên trong thì em sẽ có làm thiết kế là lớp lót các chị yêu nha. Đẹp lắm mà cái chất vải nó mềm mại cực kỳ luôn. Em xòe nhẹ cho chị yêu mình xem nè, rất là xinh các chị ha. Hôm nay chị yêu nào mọi người vào coi livestream rồi thì nhanh tay đặt hàng trên like giúp em. Mã sản phẩm của em đang mặc đây đó là mã DV085 kèm với số điện thoại 549.000 đồng các chị nha. Cái chất vải của nó lên cực kỳ mềm luôn. Và các chị yêu coi gần cái màu nè, tông màu của em mặc đây sẽ là tông màu đen kết hợp cùng với lại họa tiết là hoa 3D. Mọi người thấy cái họa tiết hoa 3D của em mặc đây có đẹp mà. Em có thêm một gam màu nữa đó là gam màu xanh đen. Màu xanh đen này thì nó sẽ là kiểu loang màu các chị yêu nha. Đó rất là ấn tượng luôn. DV cho em là 085 kèm số trên like. Đầm này là em may hơn 2m7 các chị yêu nha. Chiều dài của nó là dài tới mắt cá chân và bên trong đầm là có làm lớp lót. Thì em may cái mẫu này là hơn 2m7 mọi người ơi. Mà giá bán này cho chị yêu mình là có 549.000 đồng thôi. Các chị đi ra ngoài mọi người may một cái đầm Messi như thế này hơn 2m. Thứ nhất là các chị yêu tốn tiền mua vải, thứ hai là các chị tốn tiền công may nữa đúng không ạ? Còn cái này các chị đặt hàng trên like, bên em đang sale còn có 549k và miễn ship giao hàng, mà chuẩn là hàng thiết kế và có đầy đủ size luôn các chị yêu nha. Phần cổ cái mẫu này em sẽ làm cho chị yêu mình đó là cổ tròn cao. Cái này là cổ tròn cao như vậy nó rất là kín đáo và lịch sự, thích hợp cho chị nào công sở hoặc là trung niên nè. Phần tay em làm dáng tay ngắn form đầm ôm ngay phần eo và bên dưới sẽ là dáng xòe hoa các chị yêu nha. Mọi người thấy gam
màu xanh đen này nó có kết hợp thêm những cái màu gọi là màu nhạt hơn á, cho nên nhìn nó sẽ là tươi tắn hơn. Chị yêu nào mình thích gam màu xanh đen ghi là DV085 kèm số điện thoại. Đằng sau bên em có làm khóa kéo nha, và em đang bán là 549k. Mọi người ơi, đầm này hiện tại đang được sale trong khung giờ live stream 549.000 đồng và free ship giao hàng đến tận nhà. Màu của em đang mặc đây chứ chị yêu mình, đó là tông màu đen, sale cũng còn có 549k thôi, rất là đẹp luôn các chị yêu nha. Chất liệu vải là em làm bằng hai lớp, bên ngoài là von lụa, bên ngoài là von hàn và bên trong sẽ là lót lụa các chị yêu nhé. Dạ cảm ơn chị yêu Hoàng Hạnh rất là nhiều, đẹp quá. Ok chị yêu Lê Hoa đã là người chia sẻ live stream lấy DV085. Em cảm ơn chị yêu Nguyễn Mai lấy DV085. Mọi người ơi, nếu như các chị yêu nào mà chuẩn bị mà mình đi chơi hay là mình đi du lịch nha, mình đi biển này kia, là các chị yêu nên sở hữu ngay DV085 này. Bởi vì cái đầm này đầm Messi, mặc lên nó thướt tha, nó nhẹ nhàng, rất là đẹp luôn. Ví dụ như các chị yêu mình mặc đầm dài chán rồi, các chị có thể cắt ngắn lên mặc thành đầm lửng như thế này cũng được các chị yêu nha. Mọi người mua cái đầm Messi này về cho bên em, các chị sẽ mặc được rất là nhiều lần luôn. Và mình mặc dài chán rồi, mình cắt ngắn lên, mình mặc ngắn cũng đẹp các chị ha. Em về hai màu, màu em mặc đây là đen hoa và đây sẽ là màu xanh đen đó. Và size là MLXL cho tới 2XL và 70kg đổ về là vừa các chị nha. Từ 70kg đổ về là vừa, đằng sau có khóa kéo, đây là thiết kế của Dory. Đầm này là đầm Messi hoa các chị yêu nha. Mã sản phẩm cho bên em là DV085. Ai đặt hàng thì nhanh tay chốt đơn liền. Đầm Messi cực kỳ đẹp và dễ mang. Đầm này thì màu đen cực kỳ gọn gàng, cả hai màu đều rất là gọn gàng các chị nha. Mọi người tranh thủ là comment mã sản phẩm kèm số điện thoại. Khi các chị yêu mình đặt hàng trong giờ live stream sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn. Nếu như mà mình thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm em các chị yêu nha. Đó, các chị nhìn cái giá Messi của em là rất là thức tha, rất là nhẹ nhàng và nữ tính luôn. Bây giờ thì em qua mẫu mới nha. Mọi người lên đơn là DV085 và kèm số trên like. Nếu như mà các chị yêu thấy số lạ gọi tới, nghe máy xác nhận giùm em, sẽ có nhân viên của bên em tư vấn các chị nha. Còn giờ thì em sẽ đi thay cho chị yêu mình mã tiếp theo đây. Mọi người ai đang coi live stream, đợi em một xíu em coi mẫu mới, sau đó em sẽ quay trở lại trong live stream sau các chị nha. Cảm ơn các chị yêu và em sẽ quay trở lại liền nhé.